Sarajevo FC là câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp nằm ở thành phố Sarajevo, thủ đô của Bosnia Herzegovina, phía đông nam châu Âu, với dân số khoảng hơn 275.000 người. Đây là câu lạc bộ được sở hữu bởi doanh nhân người Việt Nam là ông Nguyễn Hoài Nam. Sarajevo là câu lạc bộ hàng đầu của Bosnia Herzegovina với 6 lần lên ngôi ở giải vô địch quốc gia, 1 lần giành siêu cúp quốc gia, 6 lần đăng quang ở cúp quốc gia và giành quyền tham gia vòng sơ loại thứ nhất UEFA Champions League 2019-2020. Hiện tại đội bóng này đang đứng đầu giải vô địch quốc gia sau 13 vòng đấu. Với vai trò lãnh đạo, ông Nguyễn Hoài Nam sẵn sàng giải cứu cho tiền đạo Nguyễn Công Phượng khi cầu thủ này không được ra sân thi đấu thường xuyên ở giải vô địch quốc gia Bỉ. Đã 4 tháng kể từ ngày khoác áo Sin Tridents, tiền đạo 24 tuổi chỉ ra sân vỏn vẹn 20 phút. Thậm chí có nhiều trận anh còn không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Nếu được mở đường đến Sarajevo, Công Phượng có thể sẽ được ra sân thi đấu nhiều hơn. Hiện tại đội trẻ của câu lạc bộ Sarajevo đang có mặt tại Việt Nam tập luyện và chuẩn bị tham gia giải U21 quốc tế được tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.